Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Lợn Japan. Nếu như mà bạn đang sinh sống ở tại Nhật, bạn muốn lập nghiệp, muốn đi đúng hướng, muốn chọn một cái con đường mà mình làm việc mình vừa cảm thấy happy hạnh phúc và vừa trao được giá trị cho nhiều người thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn ba cái bí kíp mà giúp cho tôi đi đúng hướng ở tại Nhật Bản và đây là ba cái bí kíp của Cao Nhân, diễn giả người rất là nổi tiếng trên YouTube là thầy Kamogashira Sense. Tôi đã theo học của thầy trong một cái lớp phát triển bản thân 6 tháng năm 2021. Và À, hôm nay tôi chia sẻ cho tất cả các bạn nhằm uh, tôi muốn truyền cảm hứng, tôi truyền động lực uh, và cũng như um, tôi có thể định hướng một phần nào đấy cho tất cả các bạn trẻ đang sinh sống tại Nhật Bản muốn uh, khởi nghiệp, lập nghiệp và sinh sống lâu dài ở Nhật Bản thì uh, sẽ tôi mong rằng uh, các bạn cũng sẽ có được cái con đường đi uh, đúng theo cái định hướng mà uh, khi mà có một cái người uh, chỉ hướng cho mình như thầy kamogashira sensei đã định hướng cho tôi để mà chúng ta định hướng được đi đúng cái con đường cuộc sống của tôi như tôi hiện bây giờ đang làm trong cái ngành chăm sóc sức khỏe và làm đẹp tại nhật bản thì các bạn cũng có thể tìm ra cho mình một cái con đường như thế này đầu tiên thì các bạn hãy Uh, tĩnh lặng các bạn tĩnh lặng uh, các bạn có thể ngồi im ở trong phòng buổi tối uh, thắp một cái cây uh, nến lên uh, trong một cái khung cảnh tối mít uh, tắt hết đèn và mọi thiết bị điện thoại và máy tính các bạn nhìn vào cây nến đấy gọi là cái bài pha lon và các bạn hãy nghĩ về bản thân của các bạn các bạn hãy uh, xem là mình uh, làm cái điều gì mà mình cảm thấy vui vẻ nhất hạnh phúc nhất mà mình thích làm nhất cái cái gì mình làm mà mình cảm thấy vui vẻ nhất thì đấy là cái đầu tiên bí kíp số 1 là làm cái mình thích à, cái tiếp theo sau đấy thì các bạn sẽ nghĩ đến cái phần mà năng lực của mình có cái gì năng lực của mình có những cái điểm gì mạnh mình có những kỹ năng nào mạnh đấy là điều thứ hai cái kỹ năng mạnh này thì hoàn toàn mình cũng nếu như mình chưa có thì mình cũng có thể học hành và mình có thể học từ những người khác được sau đó đến cái điều thứ ba, điều bí kíp thứ ba là chúng ta hãy nghĩ xem là xung quanh của chúng ta cái môi trường sống của chúng ta hiện tại cái những cái người xung quanh họ đang cần điều gì nhất, họ đang gặp vấn đề gì nhất để chúng ta giải quyết cái vấn đề đấy của họ, chúng ta sẽ tìm cái giải pháp uh, giải quyết cái vấn đề đấy của họ như vậy thì chúng ta sẽ có ba cái điều nó sẽ giao nhau thành ba vòng tròn đầu tiên là cái mà chúng ta thích làm nhất là một vòng tròn cái tiếp theo là cái điều mà cái kỹ năng mà chúng ta có là một vòng tròn giao với nhau sau đó là cái mà ngoài kia nhiều người cần giao với nhau chúng ta vẽ ba cái vòng tròn đấy nó giao nhau và cái vùng mà ba vùng giao nhau của ba vòng tròn đấy chính là cái công việc mà chúng ta sẽ cần phải làm đấy là con đường đi của chúng ta sẽ giúp cho chúng ta uh, làm việc mà không biết mệt mỏi làm việc hăng say làm việc tràn đầy cái năng lực tràn đầy cái uh, năng lượng và nó cuộc sống của chúng ta làm việc của chúng ta sẽ vô cùng là ý nghĩa đấy là cái điều chia sẻ của tôi dành uh, muốn gửi đến cho tất cả các bạn các bạn có thể mở rộng các cái vòng tròn đấy ra nhé các bạn có thể ví dụ cái, các cái điều mình thích làm mình cũng có dần dần mình cũng có thể mở rộng ra mình có thể thích làm nhiều thứ uh, cái kỹ năng của mình những cái kiến thức của mình Uh, mình cũng có thể mở rộng ra hoặc là mình không có mình có thể mượn những cái kỹ năng kiến thức từ người khác bằng qua cái việc mà xây dựng đội nhóm hay là chúng ta đi thuê người khác đấy ạ và cái mà thị trường cái vòng tròn của thị trường hay là vòng tròn của những người những vấn đề những người xung quanh cuộc sống chúng ta chúng ta cũng có thể mở rộng ra đầu tiên thì họ có thể là ở trong cái thành phố của chúng ta đang sống hoặc là trong cái khu dân cư sau đó chúng ta mở rộng ra cả tỉnh cả đất nước và chúng ta cũng có thể mở rộng ra trên toàn thế giới thì cái vòng tròn ba vòng tròn này nó mở rộng càng mở rộng ra thì chúng ta có cái sự giao thoa uh, càng lớn và cái mà chúng ta cái công việc chúng ta làm nó càng nhiều hơn và chúng ta càng chia sẻ cho giá trị ý nghĩa cho nhiều người nhiều hơn thì cái cuộc sống của chúng ta càng happy hạnh phúc và cái tiền bạc nó trả về cũng đúng uh, theo những cái gì mà chúng ta gửi đi ra ngoài chia sẻ cho mọi người Vâng, đấy là tất cả những cái mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn ba cái bí kíp. Tóm lại ba cái bí kíp mà các bạn cần phải uh, suy nghĩ để chúng ta có được một cái định hướng một cái đường đi một của mình đúng hướng. Một là chúng ta sẽ làm những cái chúng ta thích, hai là làm trong những cái kỹ năng kiến thức của chúng ta có hoặc mượn người khác uh, xây dựng một cái đội nhóm đấy ạ. Ba là chúng ta làm cái mà xã hội đang cần đang rất mong muốn cái vấn đề rất nhiều người muốn giải quyết. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video này và các bạn muốn theo dõi nhiều những video khác chia sẻ hữu ích từ luận Japan thì nhớ đăng ký kênh YouTube của luận Japan và đón xem các video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn đang sinh sống ở Nhật Bản, các bạn trẻ muốn khởi nghiệp. Xin chào và hẹn gặp lại.